miền màn kéo bùng dâu mưa tỏ thiên ham hít miền màn kéo mưa tỏ cho màn đại bốn sinh xuân pháo hoang giang như nhà lệ trình con miền vả xe mài bền phiến xính con tháo cú hà thị khuyết bí thư trung đảng trưởng ban dân vận trung ương tháo mảng phun hứa có năm cha tỉnh chính xe dâm vị sinh quyền khoi vùi khội đồng miền màn xanh chấm rùn che nhìn nhiều thành phố Giang Bình khai trương trung tâm giải quyết các nhũng sầu liềm hành chính công. Kết quả quý kỳ Kinh trụ nháng dấu căn chương trình nghị quyết phạt diệp A dâm biểu và quyền. Quý kỳ Kinh tháo dự các và dâm dồn bền khoai vùi hội đồng miền màn xanh diệp lược khóa cú hà thị khiết bí thư trung đảng trưởng ban dân vật trung ương pun sẽ Chị chịu nhàn quỹ vẩy biển trộm hoa nhà xanh hoa chết há xanh lượng Hoi tinh nhẹ án cú hà thị khiết bí thư trung đảng trưởng ban dân vật trung ương Hà tháo mảng khuyến pun có năm cha tình chủ đốt nàn vẩy tàu diệp béo dâm lang mẹ thượng phương thiệt xía thành phố giang kiểu tháo pun húa có năm cha tình chính xét dâm linh hồ xí vị xuyên quyền cho mình dâm vừa hòa giảng xanh nước bùng xe máy có thản ông triệu tài vinh ủy viên ban chấp hành trung đảng bí thư xanh ủy hòa giảng thảo hồng sơn trưởng quản đại biểu quốc hội hòa giảng xanh diệp pham khóa quyên dâm thành phố hồi giảng kéo quyên dâm vì xuyên quyền Thảo Mạng, quân hùa khuyên các hú khu béo trụ tàu diệp béo dâm xuân mải thượng phương tiện xía tây phố hồi giảng viện lụa há chổm trang quía thế hiện biển giáo quyên nhâm đảng quốc cha sinh cú hà tịch khiết bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương hà khuyến kéo trách sẽ phải kiểu có khuất béo vàng dụ toàn nàn kéo bùn có khuất béo giữa khuất xe ba kiểu nhàm cú hà tịch khiết giả tành miền màn dân miền lang sun chính quyền xía ở dụ xe phu bong thánh hiểu có tầm chóng sạch chơi mà chìm nhau phong thánh một có khuất béo liều giữa tỉnh tụ xây kiên lóng tháo màng có khuất béo chính sẽ dâm linh hồ xía vì dân quyền sinh cú hà tịch khiết hà công nhớ các nhang quế buôn nhân đảng quốc cha xin lộc gia lẩu phu cầu phiếu có hút béo chính xác, miền mạch công cứu quốc giảng cú hạc thịt khiết dạ ói có hút béo chính xác, miền mạc công dù ánh sắn chân gió nhàn gió hốp sẽ liệp cha tình hành vàng hiên phù tình cấp ủy chính quyền quốc khang hoa giảng xanh ở dù xin lộc gia phu phong thánh, phun có hút béo chính xác, trao yên, cho xình, bất cứ miền hải trắng dìa vẩy giang quốc giảng thai bành độ liệp Thái Phiên nhận dấu quên hội giảng xanh, sẽ ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Sách ủy, Hà Lắc Sĩ xì Tạo Sinh, Đảng Quốc gia, kéo dài chơi hình cú Hà Thị Khiết, Hà Giao Phu Sam, tháo hội giảng xanh, chiêm nhớ các nhóm quyền. Bí thư Sách ủy Triệu Tài Vinh, giả con, chàng sang họ trí, thông dí, nhân viên đảng bộ cũng như mạm sáng phính. Hội giảng xanh, Hà Quyết Tụ, xào năm khâu nằm, liều gió hắn gọi tài kinh tế xã hội. Hội giảng xanh, anh Giao Phu tào có cấp quốc ngành, xin lỗi Giao Phu, phong thính, có khu biểu chính xế liều quân đi bưa mà năm tóng pàng pịa liều do sái kênh, diệt hoai diệt cào vàng pháo lống rồi giúp lại xe anh cú Hà Thị Hiết, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương kéo ông triệu Tài Vinh Bí thư Đảng ủy Hòa giảng Hà Tháo Mảng quân hứa, mà on nằm anh hùng Phùng Thị Liên quang dịp bé nhãng kéo dâm xuân nả diệm linh hồ xí vì chân ghìm cú Hà Thị Hiết, kéo ông triệu Tài Vinh Hà xeo là anh cú Phùng Thị Liên guốc như công lão quân công sái liệp cửa răng cưa lễ trà xanh mà ồn ào anh hùng phùng tự liền mà cha hên giảng tốt lào tốt đao sáu năm pháng khoang buôn nằm nhớ sạch phun hộ chuột, à cháu sáu cam tình cấp ủy chính quyền tập trung dù trao phu tháo mà ồn ào anh hùng kêu khuyến phun mà nhẹ béo sau hiếng coi tại kinh tế xã hội băng quần bị xây liệt tập trung chiến hoa dừa cao mài coi phiền văn mình hoa chiết há sành thiên y chi lệnh chấm hiếng lẻ đom coi vùi chấm dồn hội đồng miên bắc xanh diệp lụa khóa bên phải phun pin bừa quan liều sang làng tài có nhũng sầu liềm dè gì nhiều tổ châm đã dồn vội. dầm nay có tổ đại biểu hội đồng miền màn xanh hạt sang làng tài có tiêu nhìn nhiều hai kỳ khi nay quay kiểu xỉ tư pháp xỉ xét xử có trong án mắc cảnh dấu túc can bộ tư pháp dây yêu cầu chăng đạn đu dạng pet châm hương vườn pet tác pháo mải có cơ chế chính xét miền màn dê chế độ dâm tống trồng dấu chủ cạm kín tầy dưa vị xuyên quyền, khoi quen tóng dâm dưa thành phố Hồ Giang. Càng chỉ tu quang tháo có đại biểu giả chép phu tháo sĩ phát triển kinh tế xã hội dâm dưa chú hóa nhẹ nhà tàu, dấu can chính phủ như sĩ tòa tàu phát lủng nhàn dình dấu có nhùng công sĩ. năm nay báo cáo chủ tịch rất là khó khăn. Và hiện nay là chính phủ đã lương được in hãng chính phủ hà tàu Tào hồi giang xanh liều hung tập quyển pet nhàn dự phòng tiếp vỉa quyển nhàn xin siêu xuân dù hài lùng khăn sát nhàn xin y cao có sở ban ngành lùng nhàn xin dấu các nhùng công sĩ và chính hóc dục bảng cơ sam nguồn siêu giảng khoáng sản dây và xe máy thuốc sam bây giờ chi thường xuyên của các cơ quan sở ban ngành rất là khó khăn đã không đủ rồi và đặc biệt thì các đồng chí biết năm nay cũng trong cái báo cáo này có đồng chí nói là cái thu về khoáng sản. gọi này báo cáo đồng chí là năm nay là thất thu. Chíu dạng lại có đại biểu Hà Trang Làng chết xe chế kêu ủy ban Biển Bàn Xanh, có ngành kêu có quyền thành phố, dụ bền tác ấy chết xe phun có doanh nghiệp, bền tác ấy siêu nhận xin phun quốc cha Vì vậy chúng ta cũng phải chia sẻ với lại doanh nghiệp là cái khó khăn của người ta thực tại như vậy. Chứ nếu như mà trong quá trình như vậy là thu hồi mà chạy chạy kéo kiểu có doanh nghiệp tài có tiểu chủ quảng khâu, hàng doanh nghiệp trao lưu nhà con buôn nhà hàng, ước hồ, run bịa xuất suối cáo buôn quốc gia, như bưa hiểu doanh nghiệp chủ xuất suối cáo ước hồ, doanh nghiệp giả dụ các bệ khoản tài, trao xe buôn nhà suối nước buôn. Đấy là cao nhất, không doanh nghiệp nào người ta muốn làm cái việc này, nhưng mà vì ngân hàng cho vay bây giờ người ta phải thu hồi đến cái, cái 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 lộ trình người ta phải thu vốn thì đấy là những cái mà khó khăn cho doanh nghiệp và chúng ta cũng phải chia sẻ với lại doanh nghiệp mà chúng tôi đã về đặt lệnh như thế mà đặt lệnh xong thì người ta như vậy là phải 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 tập trung để mà người ta vay các cái khoản khác để mà người ta trả nợ cho thuế. với kiểu bên điện biển thảm nông làng, trang đầu tư dấu mắt hành sáng, máy tu nhập siêu, miền màn máy mài điện. Bé có đại biểu khẳng đề nghị ủy ban miền màn, có quyền thành phố chấm trụ bền tác ấy chấu xiếp liều búng điện phun bún miền màn Cả chỉ thủ quốc tháo bới kêu dự thảo nghị quyết tụ trỏ quý mà liên quan tháo chế độ chính chế, phong pun miền mạnh hàng truyết lún sầu giảng hàng, mình chấu xỉ dâm có năm xía trồng khâu. Trăm đại biểu con xỉ bền dấu chính chế, phong phun quyển miền mà hàng truyết lún sầu giảng hàng, dấu xỉ chiếu cây cao như xe hàng, hàng trình cán bộ công chức dâm có xỉa trồng khâu và xe mắc hành tốt phong vẽ lại ở trụ mảng dấu tốt hò công bằng pun nát tẩy miền dấu sì phải hiểu cho nó đúng phải đi đúng với cái đề án của tỉnh ủy vì sao vì đề án của tỉnh ủy không ở trụ nhầm há. hưu thấu tài xanh ủy nhê đề án vậy chủ xanh ủy nhê đề án xe mắc chính phủ nhê đề án lụa bé Quá nhũng sổ liềm sáu căn đề án lụa pe xe mắc tiền vậy chiếu can chính phủ nhê đề án lụa pe vết quẩn biển mai sổ giả hang nhẳng chuyết lún tụ mình cho phó chủ tịch ủy ban biển màn chiêm có xía nhàn khang với giả hạ nhịa tụ làm tế tháo diệp chịu, chịu nhàn liêu can sách nhê đề án vết xe mắc tụ bữa lại có đại biểu tỏ nghị quyết phạt diệp a tài bơi cứu nét năm đề án xe mắc hò hai tràn xanh biển sơ kết bà nét năm đề án chính bún chế công trình y cao mắc cảnh sơ kết sẽ mắc cảnh hoàng giảng chính chế tỉnh, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị toàn tỉnh sơ kết đề án trí thức trẻ Đấy, mình đánh giá sâu nhưng bây giờ chưa chưa có hội nghị sơ kết thì mình đừng có đã ban hành để thay đổi chính sách vội Diêm nay tổ đại biểu hội đồng miền Bắc xem nhà chẳng làng tài có dự thảo nghị quyết hang quy hoạch trang tài đa dạng sinh học chiêm hoa dạng xanh dạng ít thảo ít chi lệ nhị trình hàng công sĩ siêu nhàn phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản, siêu phí trang lúng môi trường với kiểu khai thác khoáng sản. Giải dâm hoi chết hóa sành chết lại đom, hội đồng biển màn xanh hạ bền an phiếu kéo thông quý nghị quyết, miễn nhiệm quyền chẳng, nhiệm kỳ y chi lệnh chỉ nhất thì y chi lệnh diệp luận nháng, Với kiểu y lạn ông, Nguyễn Văn Hùng, lộ giám đốc công an hội giảng xanh, Nguyễn Văn Trường, lộ chỉ huy trường, bộ chỉ huy quân sự xanh, Hội đồng miền bắc Xanh biển ăn phiếu Putin có làn ông hầu minh lý giám đốc công an Xanh, kéo ông Đoàn Quốc viện, chỉ huy trường Bộ chỉ huy quân sự Xanh, vẹt Cháu, ủy viên ủy ban miền bắc Xanh. thôi chết há sành thiên y chỉ lệnh chấm hàng lẻ dom khoai vùi chấm dùn Hội đồng miền bắc Xanh diệp lụa khóa bền pai bôn bến pưa quàn Liệu sang làng tài có nhũng sầu liềm dê gì nhiều tổ châm đã dồn vùi dâm như án vùi này ta lời trình xây thường trực hội đồng miền văn xanh hà tổng hợp có đại biểu kiếu cử tri nhây có ý kiến tình tài có nhũng công nông lâm nghiệp xỉ mái cảnh siêu lành to biện lồng có năm công trình điện phục vụ miền mảm vườn công văn hóa xã hội xê xỉ thảm xía mắc cây chuẩn quốc gia tại y tế xỉ suy thối phiền xanh xì thức con lại xe xì siêu phí mãi mãi biết lai, giam cặp trái tẩy tổng tài hưng xí mần giáo đốt quốc trai nhận xìm y xin lên chấm nháng Quay kéo xì giải quyết cử tri nhây có ý kiến tành xe tành ủy pháp hình bản xanh hai phun góc quyền thành phố dụ giải quyết căn thẩm quyền xe dụ mai giang hồ diêu, phun trên mai giám sát kéo chót lời sinh giang. thấy hiên ủy pháp hình bản xanh xe phó chủ tịch thường trực ủy pháp hình bản xanh hương văn sơn hà công sinh sang tình nhìn giao hang tại nhiên nhiều mà chỉ nhất tiêu chỉ tiêu xe tối vàng phải sắp gần phép tác chìa với kế hoạch nhắn. Lại sẽ phải y cao tập trung cho nhà hốp mới vàng vết sảm doanh nghiệp máy cam xấu kể hên này ủy ban nhân dân xanh hạ ai can tham thực sự ấy tài xúc tiến thương mại siêu lãnh đầu tư hình trái si quang thánh khuôn cốt đơn vị doanh nghiệp chui cho hết các quần công dấu yêm như chú hạnh hàng tuổi y xin lời dẫn nhắn. Vài kiểu có xí đạt chuẩn quốc gia tại y tế sẽ thay y kèo ép bài về bét lệnh năm xí đặt tỷ lệ chính tú, nhưng sẽ phải bổn bét lệnh. Lại sẽ vầy có viện tài có tiêu chí chuẩn quốc gia y tế kiểu hà mài xí năm xí dàng cái hình phan đánh giá xem mất tiêu chuẩn quốc gia tại y tế căn tiêu chí y xin lệnh sẽ phải hẳn. Vài kiểu có tiêu vả tình thác sĩ đầu tư dò dấu xem các tiêu cháu mình tại dân thành phố Hồ Giang kiểu quốc viện Quang Bình, Quang Bá. Ủy ban nhân dân xanh, hả công sinh, ủy cao các quyền thành phố thông màn kế hoạch giấu giỏ xen có tỉu cháo khang dạng internet trần lụa thảo internet nhìn chờ vết hàng tại các dĩa của nhàn xin mắc siêu túc cáo tham quyền siêu túc rụ ủy ban mỹ bản sách nhập vượt mà tham quần siêu mắt tú là xây các năm đơn vị doanh nghiệp như công gió mắc kèn coi giấu bùn xuất suối rụ quần sẽ các doanh nghiệp gió thủy điện ca dính hao trong tuyến hang ở rụ xuất sang hổ cháo ủy ban mỹ bản sách tòa thảo cơ quan suối tra các thực sự ấy siêu suối bất kỳ có năm đơn vị liêu trả khoi siêu phí rác môi trường, liều tra siêu, phún chân siêu cáo của trai nhận xỉn căn kế hoạch. Bài kéo lời xình thiếu trò nghị quyết số chút giảm hưng, tài chính xế, bài kế giảm miền lún, hai so giảng hàng, thật giáo sĩ dịp có nào xí đốt xí chồng khâu, xây ý kéo sinh hào mài, biết tiêu và mét tỏi, quế cái hình, siêu ngoáng có đại biểu như và, ủy viên miền bản xanh, siêu trọ xuất, mái trình dâm dùng vừa sớm hôm nay, liều chúa sơ kết đánh giá, ai can ban thường vụ xanh ủy như nghị quyết số thật xiết, liêu xính quân xuất nghị quyết. Tài nhiên nhiều, siêu rác lồng, phí rác môi trường, vẩy dấu khoáng sản. Sẽ giám đốc sở tài chính Nguyễn Thị Hương Hà Công. Can quốc gia phái dìa, xỉ bùn coi lùa dự quần phế, bùn có quyền thành phố. Nhì dự quần phế, bùn có nằm tại bùn. Ánh mai nhì dự quần, xê liều răng trò dấu dinh khác thẳng môi trường, vẩy dấu quạng phốt xuất. Nay xê tỷ lệ họp lấy, liều rác lồng môi trường, dấu khoáng sản nhuôn lồng xanh tụ lống. Tài nhiên nhiều giảm miền dấu xỉ chiếm có năm cơ quan quốc gia sẽ trả lời dân như vùi, Giám đốc sở nội vụ Bùi Văn toan Hà Công, xe can trung ương, có năm cơ quan đơn vị như chào chung với dạng y sinh lên lụa, thảo y sinh lên nhìn dạng với hắn, dù cắt giảm biên chế, trụ tài nhất xe chụp quản phế. Với kế hoạch giảng xanh, bộ nội vụ hạ quyết định cắt giảm phải sinh nhờ biên chế. Với hát lại ngành nội vụ, trụ tác giải quân xanh, a can giảm biên chế, can trung ương như quê tỉnh. Cháu lời nài tài, cái mẹ xuân trang quý, dầm có quyền, xín mần, hoàng giáp phì, mắt mài nghiêm, xe giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn nguyễn đức vinh hà công về như thông phía lùng gai hán tho lào giáo pun cà mẹ mát sốt tóc phan mát bịa tóc pel xe mát dây về cà mẹ quen mát bến quyết cái hình quần xỉ này cháo lời xình dâm nhớ vùi ôm vùi hà thông chí xe dùn vùi chậm hội đồng miền bản xanh khoa sạch lụa hà bền biểu quyết thông quyết diệm nông nghị quyết như lại mai các nông nghị quyết lão gì chân hăng nghị quyết tài thông quyết đề án điều chỉnh địa giới hành chính vì xuyên quyền liều khoai quét thành phố hội giang nghị quyết tài thông ký quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học nhằm hai dạng xanh thảo y xin lành nhìn sớm bất hãng thảo y xin lệnh pha sớm bất hãng nghị quyết tài xì tạm giao biên chế xính buôn có năm cơ quan hành chính quốc gia hai dạng xanh y xin lành sớm bất hãng kéo sang năm nghị quyết trên lệnh phát biểu xét dùn vui xe chủ tịch hội đồng y màn xanh vương mỹ vàng hà cong quý y hoa sáu xì dùn vui trầm hưng hội đồng y màn xanh có dần lụa hà tú bền giang công có đại biểu hội đồng y màn xanh hà thông xạ sang lang buôn và liều lềm hệ thống chính trị, chẳng bị ai can giáo sáng, giáo sung giáo hình, có những công sĩ chu hành hàng tuổi y sinh chấm nháng, kéo giáo sung lống sáng, lềm khang y sinh này chấm nháng, thả y sinh chấm nháng. Hồi thiên hạ sành chiến, ủy ban biên mạng thành phố Hồ Giang, bền khai trương trung tâm giải quyết các nhũng sầu liềm hành chính công, nai xe tí nhất non mở con, tú, ban thường vụ sách ủy khen Châu điểm, liệu Hùng tháo giấu một con trung tâm giải quyết có nhùng sầu liềm hành chính công. Tháo dự khai trương xe mài có hạt ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Sách Ủy Hội Giang, Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Biên Màn Xanh. Trung tâm giải quyết có nhùng sầu liềm hành chính công trên thành phố Hội Giang, tu kết xây liềm, chiếu căn Ban thường vụ Sách Ủy nhây kết luận trung tâm tốt thấy đào tẩy quen giật bé và giật chi phải có mai có nhùng cha tóng lúng lùng cho xì phát liền nhận tiền đầu tư cp tỷ lệnh. phát liền mai đùa trốn béo tiếp biển tháo dấu các nhũng xì thang sĩ văn hóa sĩ tư pháp miền tinh sĩ kinh tế sĩ lao động thương binh xã hội sĩ quản lý đô thị sĩ tài nguyên cứu môi trường sĩ kế hoạch nát tiên xây dựng non xem một con sầu tu trình vệ can pháp luật nhê tổ lời y cao trung tâm giải quyết các nhùng sầu liềm hành chính công trên thành phố hồ giang trang trình hao dấu giải quyết tu nhật bé trợ phối nhùng sầu bầu hành chính con vài nhiệm án hình khai trương ông triệu tài vinh ủy viên ban chấp hành trung đảng bí thư sách ủy hồ giang thán tài thành phố hồ giang sầu lúng ơi can ban thường vụ xanh ủy nhê chủ trương bí thư sách ủy triệu tài vinh giải tra con tiền nách xe tạo nông một con sáu điểm liều rút kinh nghiệm húng tháo dấu bến trung tâm giải quyết các nhũng sầu liềm hành chính dịch vụ công dẹp xanh vậy nên lại trung tâm chọn kéo các đơn vị mà liên quan nghiêm thành phố giang chấm trụp bộ hoang tại ý thức trách nhiệm vườn chảy dấu xỉ liều giải quyết lúng các nhũng sầu liềm hành chính pun biên màn kéo doanh nghiệp sĩ bền khai trương giải quyết các nhũng sầu liềm hành chính công nghiêm thành phố giang xê bến địa tiểu cháu khen tài công sĩ viện xiang sổ điểm hành chính trên thành phố giang giang khang y chỉ lệnh chấm thấy chỉ lệnh nhìn tiệt nhang miên man kéo mưa tỏ trên ham nhua chía nhắng trang quía dấu can chính phủ dê nghị quyết phạt tiệp a à nhà vạn quyền hạ mảng che phu tháo đầu tư cơ sở hạ tầng phong thánh pun viên màn dấu nhàn dấu hôm phong pun miền trộm dấu phiếu dơm cứu phong giáo công pun lò tổng lại mai dạng lại miền màn gió phính dơm có quyền lục hang tẩy dê xây kênh hà mai có viền xiang chỉ tú con tháo phong quẩn phía pun miệng vạn quyền dấu lúng công cuộc xóa ngỏ chăm trộm vân dẫn nông quyền dân chủ nhua trụ quyền trùm, tốt diệu chính phủ nhề nghị quyết phạt diệm A cứu có nông chính xác. Mèo vạn quyền xác định nát riêng xây dựng tiêu biển liều pun tập bùng, dấu khen tài xỉ phát triển kinh tế xã hội, pong quần bịa bờ phá hăng xây kênh pun biển màn. Mãi bia tiêu pong pun bôn quyền trùm lại xe, Hàng pong pun bôn biển màn dấu nhẳn dấu hôm, pong giáo sâu, pong dấu công khám trọng bệnh cấu cha pun biển màn phong cháu công pun lò tống chính xe đầu tư xây liệm hạ tầng miền vàng quyền kết y tiểu hang phong pun miền màn cho nhàn khốp kéo phong miền trộm số béo dầm chẳng kéo lại đầu tư xây liệm cơ sở hạ tầng dạng khang y xin lệ đùa tháo y xin lệnh dẹp phái nháng miền vàng quyền hạ tú trung ương phong thêm pun nhỉ bé phấy chậm tề siết bé lụa chậm chịu nhàn nhưng lại mày dẫn bé, bé dẹp thiết tỷ, lệnh, luật trên lụa chiều xe đầu tư xây liệp cơ sở khả tầng. Luật trên lụa tỷ, lụa bé hưng phế chiều xe đầu tư cho nhảm hốp cứu phong miền trùng số béo dơm Dấu căn mục tiêu xóa ngỏ chăm trùng xếp kiểu vân. Mèo vạn quyền phai hỏ lưu quẩn nhàn xin. Tụ quốc cha đầu tư, cáp tròn có năm chương trình dự án chính sách dâm tập bùng liệu tạo điều kiện biển pun biển màn dấu nhận dấu hôm như lại tuân bịa xuôi khen phát triển dùng úi tạo xanh dấu bế hàng khúa mài chiếu nhà lại quyền nhà mài tham chính xe bong khuyến hiểu biển màn đầu tư phát triển chung úi vàng ngùng dây lỗ dấu bươn nhua pia nhắng quýa quyền hà phong tú hông bé lụa thể tạo vàng ngùng dây lỗ dấu bươn thực hiện chương trình 30A hỗ trợ cho các hộ nghèo thì đặc biệt là hỗ trợ cho nuôi bò cái sinh sản. Đối với các thì xã đã chương trình phả diệp a phong thính phun miền trùng các chỉ tu các tháo vết phong phun và có dây lồng dấu vân dĩa nhà bền tỏ tạo có bộ phận chuyên môn bền khoi vùi dâm của nhu làng lo hưu tài giảng quân miền dây nhau ỏi vòng dấu hoa nhùng Vừa sinh quân biển mạng, tại chính phủ nhê chương trình bong thính, hăng tu lên vàng ngùng tài vết xe ổ dù cấu phiếu chương lúng. Thoát nhiều Liệu dấu lúng căn chính phủ như nghị quyết phạt diệp A. Mèo vàng quyền và đầu tư thu hết dấu lúng công tiếp mạng, choảng dấu. Diễn hãng vẽ quyền giả bền phê thập phía mình tiếp mạng tài xỉ. giấu nghị quyết trên cơ sở. Liệu chết xe tại có tiểu chủ bằng khâu có thành viên dân vua ban tỏ tạo tu phai cùng phụ trách chàng nông tập phùng, xin lầu dấu diện kéo ủy ban mạn trận tổ quốc có cơm dùn vấn tống liều phun biên màn vào hằng nhẩm hưu vấn tống có doanh nghiệp tổ chức có làn xịt chế miền tham suốt phong thính phun biên màn dấu nhận dấu hôm khắc phụng tài nản vầy lộ giáo bút xuân giảng trung ương như nhận phương phong thính, vẽ quyền hà tỏ lùng tố hò nguyện to dễ tỷ lên nhàn các cứu dự án lụa pe lụa dây dân phong thánh pun y tin dẹp pe lỉnh khuya nổng miền dấu công xoáng sắc kềm hà mai chua pe phạt dây lỉnh khuya miền trùm tu cấp pun dẹp pe lỉnh đùa xin dẹp pe nhị tiệm tuần hơi dấu công có phiếu trang kềm tàu lái mày ra lại xe ghép miền mất dấu cói bài kềm tàu giàng khang y tin đùa thấy y tin lỉnh dẹp phải nháng Nguyên hạ Pong Tu Pưa Chin Chê Pê lệnh khuôn Miền Trồm Dấu Tu Pêu Lũng Dơm Dì Cả Pưỡn Nhàn Pưỡn Pong Thính Xê Phà Diệp Pham xin Phấy Pê Chiết Diệm Hưng Chiều Nhàn Dâm Cư hết Lại Có Chính Chê Pong Khói Vết Linh Tạp Thời Pong Pưỡn Biển Trồm Cá Nhàn Pưỡn Mai Tảo Xanh Pưỡn ối, Pong Dấu Chổ Làn Đồ Vấn Pong Pưỡn Có Nhùng Bèo Cà Mẹ Dạng Ý Đòi nhề Nhìm Pưỡn Choáng Nhà xe tu quyền triển khai các trạng hồ bùn sảm miền mình quý phép trồm. Chọn cứu sĩ thui khen tài công phát triển kinh tế bầu hàng xây kênh bùn miền màn. Miền vàng quyền và can chân sấy liệm các năm công trình khoi trao, banh điện bùn miền màn, liệu thui khen tài nền kinh tế dâm quyền phát triển pháo. Hệ thống kết cấu hạ tầng và mài có viện sang. sảm tìm trao rằng trung tâm quyền mình có xí tu đầu tư trò lốn tham xá làng tráng cháu tu khôi xiang phun thi cao dẹp bé bượn bé có nằm xía mải tôm cháu bình thông Thảo trung tâm xía dâm cây hên lại xì giáo công cáp kiểu lo công của lão tống chấu dạ xe tu gia phù dạng chính phủ nhê nghị quyết phản diệp a như nhận phướn bao thính Quyền hà tỏ khôi tú dịp bế lệnh lớp cháu công phu miền màn dung úi tỏ xanh, sâu chóng có nhùng kênh chóng, chắp lùn lùi khấu. Pun Putin phải bắt lệnh làn học viên can hộ Tôn bị bong thánh có nhỏ nhìm bước tạo xanh bước ủi pun miền màn, kêu khói quen dấu con nông con dung ủi tạo xanh, cháu chóng kèm chóng, liệu pun miền màn hỗ trợ ấy cháu nhắn khúc khô. Kết quả triển khai thực hiện thì như là chương trình 167 thì Kết quả triển khai dấu chương trình dịch bếp lụa dịp xiên, liệu phòng miền trộm dấu bếp dầm, về chi bưa nhây sủng trà xía hạ bong phun có khơ biển trộm dấu dâm Có chương trình khởi lệnh, chương trình pha A, xê bong phẳng ngùm phương phun biển màn dung ối. súng trà xía hạ bong phun biển man luật dịch chua tạo phẳng ngùm phương. Quyết triển khai dấu kết quả dâm nhu y chi lệnh cho phái nháng phun phương. Xía hạ đạn tụ dịp bếp Phần 3 Liệu bong thánh pun biên màn, hà lũng nhàn bướn, gió nhàn dấu hốc vàng, trung úi tỏ xanh lúng. Cấp ủy chính quyền, quyền giả phát công pun giang làn, cán bộ cơ sở. Dụ mai trách nhiệm, tiêm màng đảm bảo vườn dân xin bong pun biên trùng vẽ ở dụ hà lũng lúng. Như lại trọng tâm thì dân xe, bong pun rằng chúa xin liều thô cầm mẹ, biểu nhìn bước lai pun biên màn, bong phát triển, khói quen đỏ tẩy doán ra bong gió mi dụng ủi tạt xanh, bong khoi lình tập thời, bong phun miền bàn khoi quen tóng số một con chạm chổm xếp kéo vơn. Sấu tiểu căn chương trình nghị quyết phạt điểm A, viện sông nhận phương bong sấu có hạng mục phát triển kết cấu hạ tầng, lái mai dạng lại biên bản dê dưới kênh tu bầu pháo hải khang. Đối với xã thì nhân dân các cái hộ nghèo cũng được có hỗ trợ rất là nhiều các cái với kiểu xía có vừa miền trộm xe tú vòng tham dạng có năm chương trình dự án với năm chương trình nghị quyết phạt diệp a vẽ bong vàng nguồn bướn buôn miền bản dung úi bong trắng mía bong tùng chia bướn buôn miền bản dung úi bong xấu trổ làn đồ vấn quý triển khai dâm xía mảng vườn có vừa phát liền xe dấu tốt lầu nhơi. Vươn lên làm giàu chính đáng. Nghị quyết phạt diệp A trên xe dẫn nông đảng quốc gia nhê chủ trương lống hồ. Liệu sự hiện tài sĩ phát triển kinh tế xã hội, giảm dìa, trồng khâu, buôn miền màn, chiêm tập bung trồng khâu, tập bung phiên dị tời, kéo tập bung đại khôi. Nghị quyết tu khoi xuân có tổ chức chính trị, kinh tế, dân kinh nhuốc của Hà Phong Thính. Chiếu khăn quan điểm, phai cấm phai quyền, cha thêm trách nhiệm phun chính quyền cơ sở miền mản chê vai trò tiếp màng có dự án đầu tư xây liệp phát hiện c miền mản cản kết xuân chính vậy hãng lại dấu phun cán bộ đảng viên cứu chàng làn miền mản che nhiệm hưu tụ bầu pháo tại trách nhiệm phát triển kinh tế xóa ngổ trăm chủ xiêm lái mà nhà lại chính sách phong thính dấu triển căn quy trình triển căn miền mản dinh hiệu nhùn Triều Giang Lai, Quyền Hà, Châu Tráng có năm đề án phát triển cơ sở hạ tầng Lang Châu Miền Trùng, Chê Sế Kên, Mai có Viện xiang Ông Sùng Mỹ Thề, Phó Chủ tịch Ủy ban Biên Màn, Bèo Phạm Quyền, Hồ Giang sen Con Phú hưu Thìm. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân để nắm bắt được các chính sách, đặc biệt là các chính sách mới. Cha Thìm, Châu Lũng Công Sĩ, Tuân Phiến, Pun, Miền Màn, Nhẩm hưu có Hòm, xiang Chính Xe, Liệu pun đỉn Bừa, mình hộ công hộ sĩ cháu cha thêm siểu sảnh duấn pun peo nhùa cả sĩ tu quang tháo hang mình cháu công dâm nhẹ cua kéo mình cháu dâm có năm công ty dâm cái nhùa lục cua bay kéo miệng vạn quyền có lần họ sang, hộ lưu thì chúa họ á phai hộ lưu sẽ nhảy họ mình cháu công dâm tập đoàn cháu thán khoáng sản ở nam Y cao mai chắp loạn miền, hà mai siêu sành hang chối ruốn pun peo nhúa. Thu nhập ổn định và đã có gửi về cho gia đình. Quý chú nháng dấu can nghị quyết phạt điểm A, à, tài sĩ Phong giảm trùng xếp kiếm vơn bay kiểu chú năm quyền trùng khâu dâm dưa xanh, hà mai tham tiểu dấu tốt lủng lưu giả xe chính hà mai tham tiểu ở chủ quảng khâu, hăng nhàn xin Phong pun giả xếm tốt xăm mà cảnh cáo đầu tư dấu có thiểu công sĩ. Nhùa chiến hán giúp mình, miệng vàng quyền ánh cha thêm dấu lũng công xỉ, chuẩn phiến tháo pun miền màn, nhằm hưu tụ tài chính phủ như chương trình phát triển A. Hãy nhùng trả xe ở chủ dấu tốt sinh, miền màn dê nhau nhùn. liền trên tỏ có ông chương trình dự án dê nhằn bướn bong buôn miền màn phát triển kinh tế xã hội, thùng pun sĩ phát triển nông lâm nghiệp, kéo phát tóng pun miền màn dấu bèo chiếm xuân. Xét trộm y hoa nhê lợi trình miền màn kéo mưa tỏ cho mạng như bưa chai con tài lùng. Thiết há sành bếp muôn kéo thiết há sành chua là hoi. Y hoa nhê lợi trình con miền và cũng chia đại bụng sinh trùng phá hoa dàng xét như sóng thảo ném với lưu, Tỏ trình cho miền màn kéo mưa tỏ liệt ra hồ chua màng